đẹp thế. Hay là anh cũng làm luôn nhỉ? Quý vị khác hẳn đấy. Ừ, nhìn mặt căng bóng hẳn. Là một nghệ sĩ, mình chưa bao giờ đi làm đẹp, nhưng mọi lần thì đưa bà xã đi thôi. Hôm nay là mình đã quyết định rằng chính mình là người đi làm đẹp, và không ngờ rằng công nghệ trẻ hóa làn da rất là hiệu quả, và mình rất ưng công nghệ này.